xin chào các bạn đã trở lại với Rick Gaming. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với giải đấu, đó là giải đấu tuyển chọn những thành viên sẽ tham dự ở trong giải đấu streamer đại chiến của NoLive diễn ra vào ngày 30 và ngày 31 tháng 3 năm 2019. Bây giờ chúng ta đang có 50 người chơi và top 1 trong trận đấu này sẽ đại diện cho Rick Gaming cùng với WG Mamic và TCM.1 sẽ trở thành những người tham gia và đại diện cho Rick Gaming để thi đấu ở trong giải đấu vào ngày mai và ngày kia với những đội tuyển cực mạnh như của AS Mobile, như của Sĩ Kẹo, như của Starboy VN, như của Game Củ Tạ và rất nhiều những streamer nổi tiếng ở trên online nữa. Bây giờ chúng ta đang có mặt ở vị trí của TTB Củ Mì, có một người nhảy xuống phía khu vực gần xưởng cơ khí mà Củ Mì quyết định là sẽ di chuyển sang hướng khác. Bây giờ thì đây là một người chơi một tên rất khó chịu rồi, GFS Shiba đã bị hạ cục ở trong bàn đấu này và phải nói rằng ở trong bàn đấu solo này có rất nhiều điều bất ngờ sẽ xảy ra. Đây là Moku ra bú bằng một cái tên nó thể hiện cái độ vua học của bản thân, nhưng mà không sao cả và có thể là anh chàng này vẫn sẽ mang đến những cái sự khác biệt thôi. 48 người chơi đã có một người đỡ bị hạ gục rồi. Đây là TNT Củ Tỏi đơn team ăn thịt. Hôm qua thì anh ta đã có hai ván đấu nhưng không thành công. Fox Boss cũng là một tay bắn cực kỳ cứng, không biết trong bàn đấu này Fox Boss có thể làm điều gì khác biệt hay không. Đây là Sakame 1 và Sakame 1 anh ta đang đến từ quân đoàn team cười ỉa. Hôm qua thì Sakame 1 đã có một vài những cái pha xử lý tương đối tốt ở trong bàn đấu đầu tiên. Đây là Huy Hoàng 1612. Đừng nhìn tôi tiếp tục có một mạ gục nữa và 114 Dũng VN là người đã bị bắn gục rồi. Lữ Bố DWG Shake ta có mặt trong khu vực kho quân sự và đang sử dụng đó là cậu XM8. Không biết là có ai đá stream nhẹ những nhân thủ này giúp tôi được không. Đây là toàn DJ đến từ Craven và lúc này thì Reven có mạng hạ cục ở vị trí ở Quang Hải Hero. Vâng, rất cảm ơn các bạn đã có mặt trên kênh của Rikaki ngày hôm nay. Và đây là Reven vừa có mạng hạ gục, bây giờ anh ta đang loot cho mình những lượng đồ nhưng có vẻ đối phương không có quá nhiều đồ. Đây là Tân Đẹp Dài đến từ quân đoàn Rikaki Gaming và có vẻ hôm nay có rất nhiều thành viên. Và TFK, tôi vừa di chuyển camera TFK thì anh ta đã bị hạ gục rồi. Đây là Quý Idol, 302 huy hiệu, vũ 4 chưa có giáp. SCBG Ác Quỷ DJ đã bị ảo cùng với vị trí của Lữ Bố. Khá đen Ác Quỷ DJ hôm nay thì anh ta có vẻ tương đối tự tin, nhưng một trong số những thành viên của WG Hà Nội họ đã bị ảo cùng rồi. Đang có một pha giao tranh ở bên ngoài khu vực cảng lớn là Ichigo. Anh ta đang thừa nước đục thả câu và để xem là cái pha thả câu này có bắt được con cá to nào không. TNT Củ Tỏi có mạng ảo cùng vị trí của Clan VP. Bây giờ thì chúng ta đang có Ichigo, anh ta vẫn chưa kịp làm gì. TNT Củ Mì hạ cục Reven. Vâng, hai người chơi từ Rikaki Gaming họ gạt giò lẫn nhau và chắc chắn một chút nữa ở trên group chat chung của quân đoàn thì sẽ có những cái pha giận dỗi. Đây là Sara đến từ quân đoàn Tây Du. Hôm qua thì Sara cũng có thi đấu, tôi cứ không nhầm là vào đầu thứ hai. Ngát Vũ có mạng ở gục vị trí của Silver P. Rồi lúc này thì 115 KB anh ta hồi lại lượng máu cho mình. Tranh cũng đã có mạng ở gục rồi. Vâng, rất khó để có thể biết là có bao nhiêu pha giao tranh đã xảy ra lúc này. Rất cảm ơn các bạn đã đến với kênh của Rikaki Gaming và nếu như đây là lần đầu tiên các bạn đến với kênh No Life của mình thì đừng quên like cho mình một follow một cách ấn nhẹ và giống cậu có chỉ cùng bên tay trái. Ốc đẹp gái VL hạ cùng được Free Reset. Hôm qua thì ốc đẹp gái VL đã chạm được một tay đến cái vị trí top 1 và một suất chính thức để tham dự trong giải đấu, nhưng tuy nhiên cho đến những pha xử lý cuối cùng thì anh ta lại hơi run tay. Kiên Bắc Kỳ có mạ gồ vị trí của 108 Evil và Kiên Bắc Kỳ cũng là một trong những chơi bắn khá cứng. Đây là cả Baby cà rốt hạ cục được Sakame. 34 người là những gì còn lại trong trận đấu này và vòng bo chúng ta hôm nay nó còn chưa xuất hiện. Ichigo bị hạ gục bởi Đừng Nhìn Tôi. Như vậy chúng ta chỉ còn lại 33 người chơi tính đến thời điểm này của bàn đấu thôi và một vài cái tên nó khá là nguy hiểm thì đã bị hạ gục rồi. Và lúc này thì chúng ta cứ tự tin thoải mái thi đấu thôi. Đây là Ngát Vũ đang có mặt trong khu vực làng trài, mũ 3 giáp 2 có Famas cũng như P90. Gà Baby chúng ta đang cố gắng di chuyển trong khu vực làng thông. Thường thì những cái giải đấu solo này chúng ta phải thường đến những cái vòng bo gần cuối chúng ta mới thấy được nhiều giao tranh. Còn bây giờ thì chúng ta chỉ gọi là điểm qua, cưỡi ngựa xem hoa qua những thành viên của từng người thôi, xem họ có điều gì đặc biệt không. Pro Am Minh CT đến từ Pro AMB, mũ 2 giáp 4. Lúc này anh ta khá tự tin di chuyển ở khu vực đảo dừa. Một vòng bo không có quá nhiều điều đặc biệt, sẽ không bo ra viền mép của bản đồ. 365 Hưng anh ta có mặt trong khu vực làng trài đứng im, có lẽ là càng hạn chế di chuyển thì càng tốt. TLM Cay đến từ Thiên Long Master, bây giờ anh ta đang nhảy ra khỏi xe và anh ta quyết định sẽ làm gì ở đây. Bình luận viên chủ tịch có mạo gục dành cho mình và lúc này thì chúng ta đang có là Q3702F của quân đoàn Raptors đang có mặt
trong vực cổng trời. Vào tí có tạo phòng nữa không, chúng ta vẫn sẽ còn một ván đấu nữa. Hôm nay chúng ta sẽ có hai ván đấu đấu tuyển nhá. Và người đứng top 1 ở trong những ván đấu này sẽ nhận được từ Ria Gaming một thẻ 50k, cũng như hai người top 2 top 3 thì sẽ nhận được thẻ 20k. Đây là ST Zulep, đây là trưởng quân đoàn sát thủ, và anh này thì hôm nay cũng có vẻ khá quyết tâm là sẽ chiếm được một slot ở trong cái giải đấu, cũng như là đại diện cho Ria Gaming Shadow of K đến từ quân đoàn GL Good Luck. Và vừa rồi thì móc cu ra bú, có lẽ anh ta đã bị hạ gục rồi, anh ta đã hạ gục ở đối phương cũng nên. Gần đây thì có rất nhiều người chơi họ đặt những cái tên nó rất là kỳ lạ, và khi mà họ có những mà cục thì nó không hiển thị người chơi khác. Kiên Mắc Kỳ anh ta vẫn đang có những pha thi đấu tốt của mình, đang có trong tay đó là khẩu Groza và đang gắn ở đối phương có lẽ là tương đối gắt. Kiên Mắc Kỳ lúc này mũ 3 sạp 4 là những gì mà Kiên Mắc Kỳ đang có. Đây là ốc đẹp gái VL đến từ Zero Nine. Vâng, và đầu trước thì ốc đẹp gái VL đã có những kiểu và thi đấu cũng tương đối tốt. Và hôm nay thì chúng ta còn gặp lại cả Taki Gaming nữa. Vâng, Taki Gaming. Vâng, Taki Gaming là những gì mà Taki Gaming anh ta đang có mặt ở đây. Mà đúng là rank huyền thoại. Sao bây giờ rank huyền thoại nó như gà anh em nhỉ? Bây giờ tôi cảm giác là rank huyền thoại nó hơi đông. Bây giờ tôi cảm giác là rank huyền thoại nó hơi nhiều. Gần như là ai cũng là rank huyền thoại hết. Bây giờ là Deandre Duy Đẹp Dai. Duy Đẹp Dai anh ta đang di chuyển trong nhà đến từ đoàn Đào Hòa Đảo. Có lẽ sẽ có một pha tiến lên trên ấy chăng? Không, quyết định là không tiến lên trên. Có lẽ là vẫn đang khá tương đối cẩn thận. TTB Củ Mì đang di chuyển ở bên trong. Ngày hôm qua thì Củ Mì đã có một vài pha thi đấu rất tốt. 365 Hưng có mạng hạ gục dành cho mình trong ván đấu này. Bây giờ chúng ta đang đến với cả người chơi có lẽ là sát thủ hơi vô danh một chút. Không biết tên ông này thì nên đọc là gì. À, sao gạch xong rồi hình vuông xong rồi sao. Bạn nào biết tên đọc tên ông này thì đọc hộ tôi cái nhá. Đây là bình luận viên chủ tịch. À không, đây là bản lĩnh Việt. Tôi cứ nhìn đến BLV tôi lại nghĩ là giống như tên tôi. Lữ Bố có một mạng gục. Ui đồ đẹp thế nhở. Đồ tôi rất thích cái bộ này mà tôi chưa quay ra được. Tôi rất thích bộ này mà tôi chưa quay ra được anh em ạ. WG Shake có mạng gục vị trí của tranh. Và biết đâu WG Shake lên top 1 ở trong ván đấu này thì biết đâu anh ta lại tụ họp với Mami C tạo ra một cái cặp đôi bá đạo trong giải đấu ngày mai và ngày kia ở trong team của tôi. Điều đấy thì có lẽ là khá tuyệt vời thôi. Toàn DJ có một pha chào tất cả khán giả. Tân đang nhảy xuống. Bản lĩnh Việt chủ tịch có mạ gục vị trí của Lữ Bố rồi. Đây là 115KV. Roger Vep bé cua đang là người di chuyển trong khu vực thành phố biển. Bé cua cũng là một trong thành viên tương đối cứng đến từ đoàn Riga Gaming. Cảm ơn fan Manan. Hôm nay thì cảm ơn Su Tỷ đã có những pha donate cực kỳ mạnh cho Riga Gaming nhá. Rất cảm ơn Su Tỷ và cảm ơn fan Manan và những người chơi luôn có một cái sự hâm mộ cuồng nhiệt đối với cả Riga Gaming, và đó chính là những cái động lực rất lớn để cho mình theo đuổi con đường trở thành một bình luận viên của Free Fire, và bất chấp là có rất nhiều những cái điều khó khăn xảy ra, nhưng mà điều đấy thì cũng không quan trọng bởi vì thực ra bây giờ tôi cũng là bình luận viên rồi. Đây là gà baby đến từ không một quân đoàn nào cả, anh ta đang có trong tay đó là Ska cũng như là cầu MP40, và lúc này chúng ta vẫn đang chưa có quá nhiều giao tranh diễn ra trong ván đấu này. Tất cả game thủ họ đều đang cố gắng phòng ngự mà thôi. Phòng ngự đó chính là cách tấn công hữu hiệu nhất. Nếu như bạn nào chưa biết, cảm ơn GCT Tú Hoàng có một pha donate cho mình nha. Cảm ơn Huệ vì đã trở thành fan hâm mộ Ria Gaming, và chắc chắn là em sẽ không bỏ lỡ bất kỳ một cái buổi livestream nào Ria Gaming trong thời gian tới. Đây là VN Chiến DJ. Chiến DJ đang cố gắng di chuyển về phía cái cầu. Không, anh ta quyết định quay trái. Ui có quả nấm. Quả nấm này ăn thì cứ gọi là phê lai đăng tít anh em ạ. Và lúc này chúng ta đang có Kiên Bắc Kỳ. Đúng rồi, chúng ta vẫn chưa tuyển xong. Đây là hai ván đấu tiếp theo để tuyển những người chơi còn lại của cái team đại diện Ria Gaming. Ok, cảm ơn các bạn đã có những cái lời chúc rất thân thiện dành cho Ria Gaming nhá. Hôm qua thì có dăm ba con súc vật vào chửi tôi trên kênh, nhưng mà tôi khóa mõm hết rồi, nên là hôm nay không thấy có nữa, đâm ra hơi buồn. Nhiều khi là mình cũng phải có dăm ba con nó vào nó ẳng thì cột chế nó mới vui hơn. Đây là TST Củ Tỏi và đang có một pha tấn công vị trí của đối phương. Đối phương nhảy ra, gây tâm tốt đó là Kiên Bắc Kỳ. Kiên Bắc Kỳ khi mà anh ta nhảy ra, anh ta có một vị trí tốt đó. Ui, ngầu quá, làm lại phát nữa xem nào. Làm lại phát nữa xem nào. Vâng, Kiên Bắc Kỳ anh ta rất ngầu, ngầu như cháy bầu. Anh ta giết người xong, anh ta biết là camera đang soi vị trí của mình, đang phát hiện ra một người ông đẹp dai đang sấy. Vâng, ngay lập tức có pha sấy hơi run tay một chút. Vẫn sẽ có thể sấy vỡ được xe của đối phương hay chăng? Đối phương lái đến và sẽ có những pha giao tranh ngay ở vị trí này của ốc đẹp gái đang chuyển qua cầu space của mình. Vâng, đối phương quyết định bỏ chạy nhưng ốc đẹp gái nói không. Ốc đẹp gái vẫn đang sấy. Có vẻ những người ở trên đó, cái bộ quần áo đó tôi thấy hơi
na ná giống như là bé cua, và hy vọng là bé cua có thể chạy thoát được trong tình huống này. Bây giờ Lovren gái sẽ tiến đến chiếc xe để có pha ra truy sát đối phương. Trở lại thì bên bắt đầu thì đây là Taki Gaming. Taki Gaming người ta đang cố gắng là lái cực mạnh ở trong vòng và đang lái rất nhanh và nguy hiểm là Taki Gaming. Lúc này thì chúng ta đang có DHD Duy đẹp dài tương tự như anh ta, cũng ở trên một chiếc xe thể thao, và TTB củ mì lúc này mũ 3 sắp 4 đang hướng đến cái xe máy không, quyết định sẽ không mở xe đấy. Cái xe máy trong Free Fire nó chạy khá chậm, thực ra thì về lý thuyết thì nó cái xe máy nó phải là cái thứ chạy nhanh nhất tại vì nó nhẹ nhất, nhưng không hiểu sao cái xe máy trong Free Fire nó lại chạy khá là chậm. Củ mì đang có cho mình nó một khẩu Scar và tiếp tục nhặt. Có dùng K98 hay không, tôi nghĩ là không. Vừa rồi thì móc cu ra bú lại có thêm vạn hạng gục nữa, sao kinh thế nhỉ. Vâng, cái người chơi mà tên nó đậm cái chất gọi là rất là ít học. Vâng, forward với quân đoàn 4-4-4 tức là quân đoàn này ai cũng chỉ có 4 từ thôi anh em ạ, ai cũng chỉ có 4 từ đến cái quân đoàn này. Củ mì đã bị hạ gục với từ ngát vũ ốc đẹp cái VL hạ gục được tần đẹp dai rất nhanh mà không sợ nóng. Mà đó là những gì mà chúng ta đang có lúc này. 21 người chơi, những người còn lại còn những cái tay bắn khá cứng. Thế ngoài tên là đừng nhìn mìn đến con đoàn Viking, đừng nhìn mìn. Tại sao thế là đừng nhìn mìn? Đây là WG Shake. Shake anh ta đang lái xe, có một người lái xe khá gần vị trí của Shake lúc này. Bây giờ thì còn tuyển không anh á? Tất nhiên là vẫn còn tuyển, lúc nào mà tôi chả tuyển nhiều lắm anh em yên tâm. Ok, ông Minh Công 29 này còn bốc thăm chúng đó. Đùa, đúng là số đang son hôm qua chả hạ được mạng nào lên được vị trí top 1. Hôm qua thì có một cái ván đấu mà nói chung là nó khá kỳ lạ, toàn DJ có mạng gục cho mình rồi. Đây chính là toàn DJ, hai mạng gục rồi, gì mà toàn DJ đang làm được. Quý Idol mới có được một mạng gục thôi, hôm nay Quý thi đấu không hổ báo lắm. Và các bạn bảo là WG Shake top 1 rồi, ở đời chưa biết gì, sau 6 rưỡi tối không biết thằng nào giàu hơn thằng nào. Thế nên là anh em cũng đừng bao giờ có những cái gọi là ngộ nhận như vậy, có những cái nó gọi là thiên vị như vậy. Đây là rồi phép bé cua, lúc ấy cái người bị bắn chính xác chính là bé cua, nhưng mà bây giờ thì bé cua đang có thể di chuyển ở thoải mái trên khu vực cổng trời rồi, và còn 20 người trong vòng bóng cuối cùng này. Hy vọng các game thủ họ sẽ có những cái pha giao tranh tốt ở trong những cái tình huống tiếp theo. Menu Nam TS đó là người chơi quân đoàn Nam, quân đoàn Menu, quân đoàn rất là nhiều đồ ăn. Tôi nhớ quân đoàn này nó có mấy cô nàng tên dễ thương lắm, sò lông này, trà mận này, cái gì sữa sủng các kiểu. Ok, xin chào các bạn đã đến với kênh của Rikaki Gaming nhá. Đây là gà Baby. Gà Baby đang ngắm lên để muốn tấn công vị trí đối phương, vẫn đang cố gắng bắn nhưng không được. Vâng, đang cố gắng bắn nhưng đang bắn nhưng mà vẫn không thể nào gây ra thương nhiều lên chiếc xe được. Pro Admin CT mũ 2 giáp 4 và P40 cũng như là Scar và ốc đẹp gái là người vừa có mạng gục rồi. Đây là TLM Cay. Cay anh ta đảo xe rất tốt, hôm nay băng lái chặt. Vâng, có trong tay M79, tức là MK cũng là một trong những người chơi khá nổi bật ở trên quân đoàn khá nổi bật ở quân đoàn Thiên Long Master. Và chắc có cả thùng nước ở cạnh anh nhỉ. Tôi phải mua nhiều nước lắm, tôi cũng phải gọi là điện nước đầy đủ, nước nôi linh láng, nhà tôi là nước nôi nó phải đầy đủ, không nước nôi khô mồm chết. Ốc đẹp gái VL vẫn đang cố gắng di chuyển gần khu vực cổng trời. 29 giây nữa vòng bo thu lại, Kiên Bắc Kỳ vừa có mạng gục dành cho mình. Taki Gaming ta đang bị tấn công và Taki Gaming mất đi cho mình 80 máu, bây giờ đang phải hồi lại cho mình lượng máu. Đối phương đang nấp ở phía dưới cái xe, đang có những pha trả lại sát thương từ vị trí của Taki Gaming, nhưng Taki Gaming có vẻ như anh ta không gây được nhiều sát thương lên người đối phương. Và cái việc mà thi đấu ở một vị trí lưng chừng như này thì sẽ khiến cho Taki Gaming anh ta bị lộ vị trí của mình rất nhiều. Bây giờ Taki Gaming sẽ cố quay trở lại người ở chiếc xe màu xanh kia. Tôi nghĩ đó là WG Shake rất cần vị trí của anh ta hôm nay, đánh hơi tới một cái giao tranh đó là Duy đẹp dài đến từ đảo Hoa Đảo và sẽ có pha công vào Kiên Bắc Kỳ đã bị hạ gục đến từ vị trí của Braming CT rồi. Và lúc này thì đây là móc khu ra bú đang bị bắn và khả năng là sẽ được móc ra bú rồi. Vâng, sử dụng Scar để tấn công một khoảng cách này không phải là một lựa chọn hay, không gây được nhiều sát thương đến từ vị trí của móc khu. Và bây giờ thì móc khu anh ta sẽ có lao lên để móc bỉa vị trí đối phương hay không. Đối phương đã
đã có một pha chủ động nhưng Mokku đặt ra tường bóng kèo cũng khá nhanh, và đó là những pha xử lý của người chơi đến con đoàn forward, con đoàn 4 chữ. Bây giờ thì Mokku vẫn sẽ bị bắn, anh ta đang bị bất lợi hơn, đang có pha ghim tâm và toàn DJ có mã gục. DG Quý cũng đã có mã gục tiếp theo dành cho mình. Vừa rồi toàn DJ anh ta hoàn toàn chủ động, vị trí thấp của anh ta cao hơn, anh ta định lượng được số lượng đạn đối phương sử dụng, và đó là lý do vì sao mà toàn DJ đã có mã gục dành cho mình. Đây là DG Quý và anh ta vừa rồi cũng đã có mã gục thứ hai trong trận đấu này. Liệu Quý sẽ có thể trở thành người đại diện thứ ba của Real Gaming không? Và tôi cảm giác tôi đang giống như kiểu Nick Fury hải ú, Nick Fury hải béo đi tìm Avenger. Tôi như kiểu Nick Fury ấy, còn mấy ông này là những cái kiểu đi như kiểu Avenger anh em ạ. Vâng, đây là Pro Am Big CT đang có pha tấn công. DG Quý tiếp tục có mã của vị trí của Duy Đẹp Dài, và người chơi từ đầu qua đảo anh ta đã không thể nào lên vị trí số 1 trong trận đấu này. Đây là TLM Kay. Kay đang phát hiện ra có một người di chuyển ở phía bên ngoài căn nhà, nhưng có một chiếc xe cũng đang di chuyển ở ngoài căn nhà. Đó lý do vì sao mà TLM Kay anh ta quyết định sẽ không tấn công trong tình huống vừa rồi. Q3702F đang cố gắng di chuyển ở phía trên một cổng trời này. Trong khi đó thì đây là VN Chiến DJ đến con đài Việt Nam cũng đang nấp. Có lẽ cái nhà đó thì nó hơi đông đúc rồi. Tucking mình anh ta vẫn đang cố gắng có những pha di chuyển trong vòng. Và đây là Taki. Hôm qua thì Taki đã có những cái pha cũng vào được vị trí khá sâu, hình như phải vào được top 3. Tuy nhiên thì cuối cùng anh ta vẫn chưa thể thành công trong việc trở thành người đại diện cho Real Gaming được. Và đây là Fox Boss. Đừng nhìn mình, và có lẽ là đừng nhìn mình, nhưng mà thành đừng nhìn mình có 3 chiếc xe. Còn anh em có thể nhìn thấy có 3 chiếc xe xanh ở bên ngoài. Promise City có mã gục rồi. Và lúc này thì đây là Shake. Shake ta di chuyển vào, nhưng có người lăng nấp ở vị trí đằng sau, có người trong căn nhà đằng sau. Shake rất tỉnh, vâng, anh ta rất tỉnh và đẹp trai. Một quả M79 đắc ra, và chiếc xe của Shake đã bị nổ. Shake đã bị ảo gục đến từ vị trí của đừng nhìn pin rồi. Vâng, đó là cái kết cho WG Shake. Đừng bao giờ coi thường những pha thi đấu của những game thủ. Cao thủ ẩn giật là rất nhiều, và cao thủ ẩn giật ở trong server Việt Nam là rất nhiều. Rồi game FB Cua sẽ có một pha bốc lộc, đối phương đã không cẩn thận. Một quả M19 và đừng nhìn mình là người chiến thắng pha giao tranh vừa rồi. Đó là một pha chủ quan ở vị trí của bé Cua. Khi đối phương có M19, đừng bao giờ coi thường pha M19 đối phương. Rồi mình sẽ có mạng hạ gục tiếp theo cho mình. Và bây giờ đừng nhìn mình sẽ có những pha giao tranh tiếp theo cho bàn đấu này. Chẳng là Seret toàn DJ và đang có ở đây nữa, đó là Minh CT. Chỉ có lại 6 người cho bàn đấu này mà thôi. Tên là MK anh ta có M79 trong tay, và tên là MK sẽ có pha gục vượt vị trí đối phương. Bắn 130 máu chưa giết được, bây giờ muốn sử dụng P90, vẫn đang dùng P90. Lao qua rất ghê, đó là kỹ năng của tên là MK. Anh ta nhảy song song với cả đối phương là tường băng, và cuối cùng thì vẫn có thể di chuyển vào bên trong vòng. Đây là Taki Gaming. Taki đang hồi lại cho mình lượng máu. Đừng nhìn mình, anh ta đã không còn mìn nữa rồi. Một quả lựu đạn đối phương ném ra, hai quả ném ra rất khó chịu. Và Proaming CT có một pha móc lốp tốt, còn lại 4 người. Proaming CT, tên là MK, Taki Gaming. Taki Gaming rất nhiều lựu đạn đến từ vị trí của toàn DJ. Bây giờ Taki đang phải chạy ra, nhưng khi chạy ra thì sẽ bị bắn đến từ vị trí của toàn DJ. Bây giờ toàn DJ sẽ có pha công vào với chàng Minh CT, hồi lại cho mình lượng máu. Anh ta sẽ phải sớm di chuyển ra khỏi căn nhà mà thôi. Tên là MK, anh ta đang bơm lại cho mình thêm máu. Tường băng hôm nay là tương đối tốt. Mình sẽ đây hạ gục được TMK. Taki đang chiến đấu với toàn DJ, còn lại 3 người thôi. Liệu ngày hôm nay Taki có thể trở thành đại diện của Liga Gaming không? Hôm qua thì anh ta đã lỡ hẹn rồi, nhưng tôi tin rằng anh ta vẫn rất khát khao để trở thành một trong 4 thành viên của Liga Gaming đại diện trong streamer đại chiến ngày mai. Toàn DJ đang gặp khó. Pro Mình sẽ đây tiếp tục có mạng hạ gục. Hôm nay phải nói rằng Mình sẽ đây thi đấu quá hay. 9 mạng hạ gục với những gì Mình sẽ đây đang có lúc này. Minh CT sẽ hạ gục của đối phương chẳng. Vâng, đây là pha công đến từ toàn DJ. Minh CT được bắn thoải mái. Minh CT ghim tầm có một vài shot, nhưng Minh CT đang bị bắn, và Minh CT bị hạ gục đến từ toàn DJ. Vâng, quá ghê, đó là những gì vừa diễn ra trong tình huống thi đấu vừa rồi. Toàn DJ anh ta ở trong những khoảnh khắc cuối cùng, có lẽ là những cái pha lách, những cái pha lách nhẹ qua hai bên đã giúp cho toàn DJ không bị Minh CT bắn. Mặc dù rõ ràng trong pha cuối cùng tôi nghĩ là Minh CT có một pha run tay. Tôi nghĩ rằng Minh CT có một pha run tay. Và Minh CT, toàn DJ cũng như là Taki Gaming thì vui lòng liên hệ với anh để